Đây, bữa nay thì con máy chanh pha nè, 16 rồi đó, model giống như GT ha, cũng đèn led nè, có đề luôn là bóp quên sạc luôn nè, đấy à, đẹp, 16,5 rưỡi, 16 ngựa, 2.400 vòng trên phút, là model sản xuất là 2 tháng 3 năm 2022 luôn nè, ngày 29 tháng 3 năm 2022 nè, ghê không, đẹp à, 16 ngựa. Đề có sạc kết hợp không? Rồi, việc đề này có lực nhất mà, nó có hai lỗi nha, lỗi không đề, lỗi có đề nha. Này có lực nhất, bớt nhất. Lỗi trên đẹp ha. Hình nhau bằng nhựa luôn, chịu nhiệt luôn. Rất đẹp nha. Có đề có sạc kết hợp luôn. Bét kim luôn. Mẫu mới bán bằng con 18 triệu nha. Mới về. Có đề là 18, không đề là 17. Đẹp mà con. 16 ngựa. Có đề là 18, không đề 17 nha, bán mở hàng không, nói về. Đặc biệt lần này có lượt nhớt mà con xài nhớt thì được lâu dơ hơn. Nhớt mà con thời gian xài cũng được nè. Mười tám triệu có đề, 17 triệu không đề.